quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình lại đi bẫy cá bằng sọt tre đây anh em ạ. Đấy, ở đây có hai dòng nước anh em ạ. Đấy, mình sẽ đặt một cái bên này và một cái bên kia nhá anh em nhé. Giờ mình sẽ đặt bẫy nha anh em nhé. Đấy, một cái bên này và một cái bên này nhé anh em nhé. Đấy, ở đây trước, lật một cái ở đây trước. Đấy, mình cứ tạo chỗ này thôi anh em ạ. Chỗ này là có hai dòng anh em ạ, một dòng bên này, một dòng bên kia. Mình sẽ cho một cái ở đây và một cái bên kia nhé anh em nhé. Đá đè lên đá anh em ạ, bỏ phết đấy. Ây dạ, đi giờ mình sẽ tạo bờ để ngăn bên này để có dòng này thôi nhá anh em nhé. Tìm hòn đá khó phết đấy anh em ạ. Tí tí vào tí nha anh em nhé. Cảm thấy ok rồi đấy anh em ạ, nhưng mà còn là làm bờ đi bên kia nữa anh em ạ. Chỗ này cho có ít dòng chảy thôi. Đấy, bờ bên này đó anh em ạ. Ui, để tạo khó phết đấy anh em ạ.
đã xong một cái nha anh em nhá. Bây giờ mình lại tiếp tục lật cái thứ hai nhá anh em nhá, của dòng bên này nhá. Đây. Bây giờ mình sẽ đặt vào đây nhá. Vào đây. Còn đá đè cái đít nó anh em ạ. Ok nha anh em nhá, bây giờ mình đã xong cái này nha anh em nhá. Bây giờ mình đi xem bẫy, mình bẫy cá bằng sọt tre từ hôm qua nha anh em nhá. Không biết có dính cá không anh em ạ. Ôi. Hình như là có người đi xem bẫy trước mình rồi anh em ạ. Ai mà làm thế nhỉ? Đây anh em ạ. Ôi. Họ đi xem trước mình rồi anh em ạ. Có người đi xem trước mình rồi. Đây này. Đây mình đặt ở đây nhưng mà nó lại ở đây anh em ạ. Đấy. Có người đi xem trước mình rồi anh em ạ. Với cả bên này cũng thế anh em ạ. Đấy. Bên này cũng vậy này. Đấy mình đặt ở đây nhưng mà cá nó lại ở đây. Đấy. Đây. Đấy.
vẫn còn vài con nhỏ họ không lấy anh em ạ. Nhưng mà cái lấy thì không thấy mất rồi anh em ạ. Chắc họ vứt đi rồi. Bên này có còn cá không? Không biết nữa. À, bên này toàn đá. À, còn vài con cá bống anh em ạ. Nhưng mà lại không có đấy. À, đây đây đây. Đây anh em ạ. Đấy. Cái này của sọt bên kia là không thấy luôn anh em ạ. Không biết là họ vứt hay là họ lấy về nữa. Đấy. Thành ra là mình hôm nay là móm nha anh em nhá. Cảm ơn anh em đã xem hết video của mình. Mong anh em hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé anh em nhé.